Trên một số diễn đàn, nhiều người đang cho rằng cần phải xử lý trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Lan, bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm, vì với cương vị là người đứng đầu cấp ủy ở xã, bà Nguyễn Thị Lan đã không hoàn thành trách nhiệm, không thể hiện được vai trò là người đứng đầu, yếu kém trong lãnh đạo. Trong bài viết cần sớm xử lý con bạch tuộc Đồng Tâm Nguyễn Thị Lan, blogger Lo Phường đã mạnh mẽ lên án rằng chính bà bí thư Nguyễn Thị Lan, bí thư xã, là người đứng sau vụ hậu thuẫn giật dây và điều hành mọi đường đi nước bước và là điểm tựa tinh thần để những người dân nhẹ dạ vững tâm đi theo cụ Kình và nhóm đồng thuận. Theo bài viết này, dù chưa công nhận sự hiện diện của các cuộc họp của hội đồng thuận, nhưng mới đây bà Nguyễn Thị Lan đã chính thức được ông Bùi Viết Hiểu và Lê Định Kình soạn hai bài viết dài để ca ngợi bà Lan vì đã đứng sau hậu thuẫn cho nhóm đồng thuận và ủng hộ việc làm sai trái của một số công dân xã Đồng Tâm. Trong khi đó, một số người thì cho rằng bà cương vị bí thư đảng ủy xã không phù hợp với Nguyễn Thị Lan và đề nghị huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội cần xem xét lại tư cách bí thư của bà Nguyễn Thị Lan. Được biết, từ ngày 20 đến 22 tháng 8 năm 2017, cấp ủy chính quyền xã Đồng Tâm đã tổ chức hội nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên tập thể, cá nhân liên quan đến công tác lãnh đạo tại xã Đồng Tâm. Trong đó có kiểm điểm trách nhiệm sự yếu kém của bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm Nguyễn Thị Lan. Điều đáng nói là sau hội nghị này, một số cán bộ xã Đồng Tâm có ý kiến bày tỏ sự không đồng tình với việc lãnh đạo của bí thư đảng ủy xã của bà Nguyễn Thị Lan, phản ánh sự yếu kém trong lãnh đạo của bà Lan. Sau đó đã bị các đối tượng Lê Đình Công, con trai của Lê Đình Kình, Lê Đình Ba là thành viên của tổ đồng thuận nhắn tin đe dọa. Điều đó khiến không ít người đặt ra câu hỏi, ông Lê Đình Công, Lê Đình Ba liên quan gì trong trường hợp này? Theo dõi những gì xảy ra ở Đồng Tâm từ khi xảy ra vụ việc bắt giữ người trái pháp luật, tức 38 cán bộ chiến sĩ công an và cán bộ chính quyền địa phương đến nay, chúng ta thấy rằng bà Nguyễn Thị Lan là người phải chịu mọi trách nhiệm. Với tư cách là bí thư đảng ủy xã, bà Lan đã không thể hiện được vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thậm chí còn ngấm ngầm ủng hộ cho những việc làm sai trái của ông Lê Đình Kình và nhóm đồng thuận. Cũng chính bà Lan là người cùng với hai phụ nữ khác hăm hăm cầm dao làm dí vào cổ, gây sức ép buộc chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phải ký vào bản cam kết đã được chuẩn bị sẵn và sau đó bà ta là người trực tiếp đọc cam kết đó cho người dân xã Đồng Tâm. Chứng kiến những gì tại buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra đối với đất khu vực xã Đồng Tâm của thanh tra thành phố Hà Nội, chúng ta thấy rõ sự yếu kém trong điều hành lãnh đạo của bà bí thư đảng ủy xã này, nhất là sau khi bà ta được đích thân ông chánh thanh tra mời phát biểu ý kiến. Có lẽ đã đến lúc các cấp chính quyền của thành phố Hà Nội cần xem xét làm rõ trách nhiệm, năng lực trong điều hành, quản lý của bà Nguyễn Thị Lan, bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm một cách nghiêm túc. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cấp cơ sở có vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị cơ sở. Bởi vậy, nếu bà Lan không đủ năng lực, không đủ tiêu chuẩn đạo đức, thì cần thay thế để cho những người có năng lực phù hợp hơn đảm nhiệm.